con ra đi không mang theo gì hơn. Nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy ngoài ô buồn. Mưu chào anh em nhá. Video clip vào buổi sáng sớm ngày hôm nay thì Mưu đang thực hiện tiếp thị giới thiệu tới anh em những cặp loa để anh em chơi karaoke gia đình cực chất và đẳng cấp. Mưu vừa về thêm một mã sản phẩm JB, hàng mới tinh của JBL, hàng xịn sò KP052. Đây là phiên bản trên tầm của 4012 anh em nhé. Thể hiện logo phát sáng, hàng xịn sò, màu ghi xám cực chất anh em nhé. Lô này sở hữu một bát 30 một kẹt, bát thường tép neo, anh em nhìn rất chất rồi. Và về thêm một đôi bãi loa nằm, một bát 30 4 chiếc. Còn phía dưới là một cặp loa SX 75 xịn sò. Lô này sở hữu bát 40, bát neo, tép neo. Anh em nhu cầu đầu tư một trong ba cặp loa này thì liên hệ với em nhé. Giá của cặp loa nằm, con này mã số là KI112, bát 30 anh em nhé, giá 9 triệu. Nếu để chơi gia đình thì đôi này vượt xa chất âm của dòng BB, của các dòng BB, tiếng sạch sẽ bay bổng mà giá cũng hợp lý nha anh em nhé. Anh em nào chơi không gian phong cách diện tích tầm 20m2 chơi đôi này cực hay, tép giấy mềm mại. Còn KP052 giá 24 triệu, 75 tuyển chọn xuất sắc, 47 triệu 500. Anh em đang thẩm trên công đại cờ đông ấy, 502 VZ như mới, mới lắm anh em. Cho những ngày vui đã qua, vào đầu năm tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn. Nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy ngoài hồ, tôi quay gót ra đi không mang theo gì hơn. Nhìn đêm khuya vắng vẻ càng thấy tiếng nhạc buông quá sạch rồi. Còn vui như ngày lâu rồi mà anh chưa về thăm, có em gái nọ của ngày nào năm nay sắp sửa để vào đời, bây giờ đang tập làm ngày sẽ thương anh. Bây giờ thì em cao bằng anh, thương thời chẳng thương ai ngoài anh, thương anh muốn được làm